thì nó trắng trắng bung hết rồi ha. Này là nụ không rồi. Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Nam TV. Và anh chị và các bạn có đấy thì giờ này là đang ở nhà làm gì? Thì Nam muốn nói với anh chị rằng ở nhà thì phải ngắm hoa lan. Vâng, xin chào. Nếu lần đầu tiên anh chị và các bạn xem kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký để xem những cái video của Nam nhé. Hôm nay thì Lan Nam lại đến thăm một vườn lan và chia sẻ với chị các bạn một cái video clip. Đây là những cái giỏ lan hạc vĩ. Thì trong số các cái vườn lan rừng ở Việt Nam thì lan hạc vĩ là theo anh Nam tìm trên mạng thì một loại lan mà có nhiều cái tên gọi nhất. Thì có thể là người ta có gọi cái tên khác như là Hoàng Thảo Thiên Cung, Lan Hạc Vĩ Thiên Cung, Lan Đại Thảo là cũng là Lan Hạc Vĩ với chị nhá. Đó thì Nam tìm hiểu trên mạng. Thì đây là một cái loài lan được người chuộng vì là cái hình dáng nó thì thân của nó là độc đáo vì nó nhìn nó mềm mại như thế nhá. Ai nó mềm mại, nó rũ xuống nhìn rất là đẹp nhá. Rất là mềm mại và cái sắc hoa thì khá là ấn tượng. Đây, Nam sẽ đi sát sát để anh chị xem nhé. Và cái sắc hoa thì quá ấn tượng và nhìn thì nó không phải nói là không có lan nào so sánh được với nó. Thì đặc điểm của lan rừng Hạc Vĩ thì lan này thì sống phụ ở trên cái cây là cây cao ấy. Đây thì cụ chủ nhà cũng đã trồng trên một cái cân cây khô khá là cao. Nam sẽ để xa đây một chút để anh chị có thấy được lan hạc vĩ nó mọc. Đó, một cái cây khá là cao. Đấy, trên thân cây là cao nhá. Cái thân của hạc vĩ thì nó hình trụ đó, hình trụ và cái đường kính của nó thì nhỏ nhỏ thôi, khoảng 1 cm gì đó. Thì cái lá của hạc vĩ thì anh chị có thể thấy được đẹp lá của hạc vĩ đây, thì nó có hình mác nhọn, hạc mác nhọn và nó dài tầm khoảng 8 cm. Màu xanh đậm anh chị nhé. Đây là cái cánh cho chị thấy luôn là cái lá của hạc vĩ đấy. À, thì trong tự nhiên thì các bạn sẽ thấy được là loài lan này thì thường mọc bám trên thân gỗ nhá. Ở trong rừng thì nó mọc rất là cao, những cây cực kỳ cao luôn. Cây thì nó có hoa nở nên nó khép ấy. Và hiện tại thì đang là tháng 4 và đây là mùa của hoa hạc vĩ. Và màu hoa của nó đây các hoa hoa của nó thì có màu tím nhạt. Đường kính của hoa thì Nam xem trong một lưỡi hoa thì nó tầm khoảng tầm một đốt tay. Mùi phía ngoài thì nó hơi có màu, không biết là anh chị có thấy rõ không, thì phía ngoài này thì nó có hơi có màu vàng vàng. Phía ngoài này thì nó có hơi có màu vàng vàng. Bên trong tím mà bên ngoài cái lưỡi thì có hơi màu vàng vàng nhạt. Khi mà nó nở bung ra rồi thì không còn thấy màu vàng nữa.
này thì lan này thì nó tái sinh bằng bằng chồi, và tức là có thể là trồng từ những cái chồi này hoặc là bằng hạt nữa chị ạ. Và cái này thì mùa đông thì nó sẽ nghĩa là nó tạm thời là ngủ đông đó. Và lan này thì nó ưa thoáng mát và cũng gọi là chịu hạn nơi khô ráo, rất là đẹp, chị thấy chưa? Đấy là hạt vĩ, những giỏ lan hạt vĩ cực kỳ đẹp luôn. Chỗ này cũng phải ngược nắng ha. Văn nhạt này. Đấy, rồi tiếp tục á, là nó nổ cỡ một phân á, là nó chuyển sang vàng như lại căng nhạt hơn, giống như vối bạc bạc này. Rồi. Con sáu này nó chuyển hẳn. À, khi nãy mình thấy là nó kiểu nó nở vừa ra thì mình thấy được cái màu vàng vàng, nhưng mà càng ngày thì lại không thấy. Nó đổi màu. Thì nó nở, bắt đầu nó nở là có hẳn có tất cái đổi màu á. Hẳn chuyển được bộ năm màu, năm lần. Cây kia, cây kia. Cái nó nở được cả một phân rồi đó. Kỳ quá trời nhỉ. Văn gốc. Hả? Kỳ kỳ quá trời luôn. Hạt nở khí mô mà nó nở rồi nó đang một cân nó đặn. Tinh luôn. Đẹp thật. Không nhận. Hạt vĩ. Cái này thì khoảng tuần nó nở hết không? Cái giỏ này này. Tuần nó nở hết. Em sợ cắt cỏ lọt nặng mà nặng cái này không không thể cái nó cho cái này ý là không tưới thì nó nở nhanh hả? À thì không tưới thì nó nở nhanh đấy, mình tự để giờ cái mâm gốc ấy. Ui dạ hạt chỉ quá trời hả? Ui trời. Nở nó đang là bùng quá trời luôn. Nở thật. Thì mình trồng từ kỳ lên mà. À, thì mình trồng nhưng mà để cho nó lấy được một cái do nó to như thế đâu đơn giản đâu. À. Thế cái loại này nó cũng dễ trồng mà mạnh ha. Ừ, cái này mạnh. Hạt vĩ nó mạnh ha. Cây dài luôn. Nó cũng đẹp chứ nó đâu có sự sọc đâu. Thì lan rừng, lan gì mà chả đẹp. Cũng đâu có đắt. Nó không loại này thì không bao giờ bao nhiêu. Hồi xưa em hú lâu cả mấy năm rồi. Khi nó có 8 hay là 120 một kỳ mà. Giờ thì cũng chắc không phải, giờ thì chắc có rồi. Giờ thì cũng phải đứng ngoài 300 chứ trở lại. Trên mặt có đấy thì con hoa từ mấy năm nữa chứ đâu phải bữa nay nữa đâu. Lâu rồi hả? Hoa em hoa cổ thụ. Chỉ có cái lưỡi chấm, lưỡi cắt tỉa nhìn nó được. Có thời gian đâu mà cắt. Giỏ lan hạt vĩ đấy, hạt vĩ
Không treo nữa hả? Không treo nữa hay mang tưới à? Anh tưởng là thời gian nó đang ra hoa thì mình không tưới chứ. Thế là khi mà nó ra hoa là mình phải cắt nước đúng không? À, chuẩn bị ra hoa là cắt nước. Lan hạc vĩ này, hoa đã thật trùng trùng cực kỳ nhiều luôn. Không có, con tum mình chưa luôn, kiểm soát tốt mà. Video của Nam thì xin kết thúc ở đây nhé. Nếu anh chị và các bạn có ý kiến gì thì cứ comment nhé, comment xuống dưới video. Và nếu như mà anh chị và các bạn muốn xem lan gì thì hãy comment, và đồng thời thì đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh của Nam TV. Và chúc anh chị và các bạn có một sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Bye bye.